phần chính sống và chết trong trí tuệ aum san sayadu này các tỳ kheo hãy sống thiền định Chứ để mình phải hối tiếc về sau đây là lời giáo hối của ta cho các người trích kinh sông tầm trung bộ kinh đệ tử của Đức Phật gồm có thứ chúng. Khi Ngài gọi các vị tỳ kheo thì cũng có nghĩa là Ngài đang nói chuyện với tất cả mọi người. Như vậy lời kêu gọi trên đây cũng là cho tất cả chúng ta bây giờ. Chỉ cần còn là người sanh tử trong cõi trầm luân thì chúng ta còn phải tu tập theo tam học để giải thoát. Người Phật tử nào cũng biết rằng cứu cánh sau cùng của Phật giáo là sự chứng ngộ Niết Bàn và con đường dẫn đến cứu cánh đó không gì ngoài thiền định. Ở đây bao gồm cả chỉ và quán, tức định học và tuệ học. Xưa nay chỉ có hai hạng hành giả chứng ngộ thánh trí, chỉ quán sông tu hay tuệ quán quần túy. Con đường chỉ quán sông tu là trước hết phải chứng đắc tối thiểu sơ thiền rồi dùng định lực kiên cố đó để quan sát danh sắc cách tu tuệ quán quần túy là không cần trao dồi định tâm trước mà tập trung chánh niệm và trí tuệ quan sát trực tiếp vào sự sanh diệt của danh sắc bằng khả năng định tâm tạm thời tức sát na định vấn đề ở đây nằm ở căn cơ của mỗi người ai hợp cách nào thì chọn lối đó pháp môn thiền chỉ có ít nhất hay tác dụng là trao dồi khả năng tập trung tư tưởng và đè nén phiền não ở đây là năm triền cái năm trở ngại tinh thần ngăn che trí tuệ trong khi đó pháp môn tuệ quán là con đường lấy tuệ và niệm làm chính trực tiếp quan sát danh sách và các khía cạnh pháp ấn tức tam tướng vô thường khổ và vô ngã đời sống chỉ là những chọn lựa chúng ta có thể mất cả ba mươi ngày trong một tháng cho những tục sự như chuyện nhà chuyện làm ăn hay xã hội chúng ta cũng có thể dành thời gian cho những công phu tu tập để cứu mình ra khỏi biển khổ có một chuyện rất đơn giản nhưng ít ai ngờ được là thời gian 24 giờ một ngày đêm ta luôn phải giật lộn với hai thứ phiền não là tham và sân. Ngoài ra không còn gì nữa. Niềm vui khi gặp chuyện như ý là tham, sự khó chịu bực bội khi gặp chuyện bất toại là sân. Hai thứ phiền não này luôn bị tác động bởi vô minh. Do u mi nên ta không mấy khi chịu nhớ rằng cái chết đang nằm lù lù trước mặt mình từng phút. Vì quên nghĩ đến cái chết, nên ta luôn có đầy đầu những trù hoạch, kế sách, toàn tính cho tương lai, như là mình sẽ sống hoài không chết. Và ta cũng biết rồi đó, có mấy ai ở đời có thể sống và làm việc đúng như mọi loa toan của mình đâu. Có người là Phật tử, dĩ nhiên cũng biết nghĩ đến đời sau kiếp khác. Nhưng bên cạnh dài ba ngày bác quan trai có đính kèm vài giờ nghe Pháp hay tỏa thiền cho mình dưỡng bụng, rồi thì hơn hai mươi ngày còn lại hầu như chỉ sống cho người khác chứ không phải cho mình. Thuở sinh thời, thiền sư mù gốc thường lưu ý các đệ tử hãy cảnh giác với nếp sống hướng ngoại mà thường khi ta hay tô vẽ chúng bằng những mỹ từ hay ho như trách nhiệm bổn phận với người này kẻ nọ một khi không có đời sống nội hướng lãng quên việc tu tập của bản thân thì chúng ta chỉ có đau khổ mà thôi cái bi kịch lớn nhất của hầu hết phật tử bất kể tăng tục là không có khả năng tự giác và như vậy cũng là không có khả năng sống an lạc. Biết Phật Pháp mà không thể sống an lạc thì rõ ràng cái biết đó đã có vấn đề. Sống kiểu đó là quan phí kiếp người. Ngày mai này là ngày Tết Miếng Điện. Mỗi người ở đây sẽ già thêm một tuổi. Hãy tự hỏi mình đi. Với chừng đó tuổi đời ta đã có một ngày nào sống qua một buổi bằng trí tuệ hay cả đời chỉ biết có hai chữ áo cơm. Hãy nhớ lấy điều này, nếp sống trí tuệ đâu có đòi hỏi chúng ta cái gì cao siêu đâu chứ. Xưa giờ sống sao thì giờ cứ vậy, có điều là hãy mặc áo bằng chánh niệm tỉnh giác, ăn uống và tắm rửa cũng bằng chánh niệm tỉnh giác. Đừng tiếp tục mê lầm say ngủ nữa, hãy sống sao để mỗi ngày trí tuệ ta và dặn hơn Chứ không phải chỉ có thân xác và cõi thêm Sống được như vậy thì chết không phải là chuyện đáng ngại nữa Hoặc được vô sanh hoặc được siêu sanh Một đời sống không có trí tuệ Thì cái chết chính là cửa ngõ dẫn đến đọa xứ Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy phải sống như thế nào Để mai này không phải hối tiếc theo giáo lý duyên khởi thì toàn bộ đời sống của phàm phu chúng ta chỉ nằm trong ba hành phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Chỉ có người biết Phật Pháp thì mới có được cách sống thứ tư là giải thoát hành. Thứ nhất, phi phúc hành là nếp sống bất thiện, làm ác qua tam nghiệp, kết quả là sự sa đọa các quải khổ. Thứ hai, phúc hành là cách sống hiền thiện qua việc thực hiện các công đức như bố thí, trì giới, tham thiền. Thứ ba, bất động hành chính là phúc hành ở mức cao nhất, tức tân thiền vô sắc. Với phúc hành và bất động hành, kẻ phàm phu nhiều lắm chỉ được sanh về các cảnh trời dục thiên hay phạm thiên với hạn lượng tuổi thọ ngắn dài bất định rồi thì cũng quay lại những cảnh giới đọa lạc riêng với giải thoát hành tức đời sống trí tuệ và chánh niệm của một hành giả tuệ quán thì có đến ba lợi ích lớn thứ nhất nếu đủ duyên lành thì trở thành thánh nhân thứ hai kém duyên một tí cũng là gieo trồng hạt giống giác ngộ cho đời sau thứ ba ngay đời hiện tại dẫu là phàm phu cũng được hiện tại lạc trú tức sống thanh thản không khổ vì muốn không được hay không ưa mà phải gặp trong tập sách mỏng này chúng ta tập trung nói về pháp môn tuệ quán tức cách sống giải thoát hành vừa nói ở đây chữ ba ly gọi pháp môn tuệ quán là vipassana nghĩa đen là cái nhìn đặc biệt vào bản chất của các pháp để thấy được thực tướng của chúng là vô thường cổ vô ngã không có gì đáng để thích hay ghét để trốn lánh hay kiếm tìm chúng ta có thể trực tiếp tu tuệ quán theo như kinh tứ niệm xứ hoặc có thể trải qua một thời gian trao dồi định tâm bằng thiền chỉ cách nào cũng tốt nhưng nên nhớ rằng hành giả tu tuệ quán không thể mù tịt về giáo lý duyên khởi với hiểu biết về giáo lý này thì hành giả mới có cơ hội đi vào thiền tuệ thứ nhất trong 16 tuệ là liễu duyên tuệ để thấy không ta, không người mà chỉ còn là danh sát sanh diệt với các duyên trợ tạo. Ở đây, pháp môn tuệ quán có thể được tu tập bằng cách quan sát cùng lúc vừa danh vừa sát ngay trong hiện tại. Cái gì đã qua thì không hồi tưởng và cái gì chưa có thì không ước vọng. khi mắt thấy thì ghi nhận tâm nhãn thức, khi tai nghe thì ghi nhận tâm nhĩ thức, dân dân, khi suy nghĩ thì ghi nhận tâm ý thức. cách quan sát này thấy đơn giản vậy nhưng thật ra hành giả đang trực tiếp can thiệp vào dòng chảy của duyên khởi. Trên lý thuyết, muốn tu tập chỉ quán có hiệu quả, thì trước hết, hành giả phải trang nghiêm giới hạn của mình, phải tìm đến một vị thầy mà mình tin cậy được, phải tránh được 10 quái niệm, gồm những bận tâm về trú xứ đồ chúng, thần thông, dân dân, phải học để tìm đề mục thích hợp với mình, và cả một trú xứ thích hợp nữa. Một người thiếu những chuẩn bị này thì khó mà tiến bộ trong việc tu tập, đặc biệt là các quái niệm. Càng nhiều chuyện bận tâm thì hiệu quả tu tập càng kém đi. Một người thầy tốt cũng là điều quan trọng, vì nhờ vậy ta sẽ không bị mất nhiều thời gian, thậm chí không đi sai đường. Một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của một vị thầy giỏi là khả năng kiến thức kinh điển, cả chánh tạng lẫn sớ giải. Thầy giỏi không nhất thiết phải là chư tăng có thể là một cư sĩ có đủ những điều kiện vừa nói cũng được. Có nhiều thiền sinh lăng xăng khắp chúng mà không hề biết gì về những chuẩn bị căn bản nhất. Như không biết tự xét tam quy của mình, không biết thế nào là trú xứ thích hợp, không biết rải từ tâm, không biết chọn lựa oai nghi hay từ thị thích hợp. Tất cả những điều này nếu không được học sẵn thì cũng phải chịu khó tìm hiểu thêm ở thầy bạn. Cái gọi là niềm tin của hành giả yên sinh tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Có người Phật tử nào lại không biết đến lời giảng dò của Đức Phật cho người dân ở xứ Kalama. Đại khái, người có trí không nên dội tin hay dội bác bất cứ điều gì dựa theo cái nhìn chủ quan. Do thích hay ghét một cá nhân hay truyền thống nào đó chỉ vì điều ấy được thiên hạ chấp nhận được cầu chứng bởi kinh xưa sách cổ hay bởi người tiếng tâm vân vân muốn tin nhận hay bác bỏ điều gì phải biết xem xét điều ấy có thuận ứng với lẽ phải hay không kiếp người ngắn ngủi hành giả không thể quan phí thời gian cho những hướng dẫn lầm lạc hoặc thiếu sót so. cơ duyên được tu học pháp môn tuệ quán là cơ hội ngàn năm một thuở, không phải cứ muốn là được. Quý vị có biết rằng rất nhiều ông hoàng bà chúa cái gì cũng có, thậm chí dù là Phật tử thuần thành cũng chưa chắc có được cơ hội tu học kinh niệm xứ. Hồi ngày Lady Sajjadu còn sống, lúc đó Miến Điện còn vua, một ông quan già đến nghe Pháp với ngài Lady rồi khóc ròng thưa với ngài ngay cả vua Mindon là thí chủ bảo trợ của kỳ kiết tập tam tạng kỳ năm tại Mandalay. Cả đời cũng chỉ cúng dường lễ bái tam bảo, mà không hề có cơ hội được tu học pháp môn tứ niệm xứ. Ở tuổi này, con lần đầu tiên được nghe một pháp thoại sâu sắc như vậy. Cho nên ở miếng Điện, nhiều người biết đến bài kệ này một người bị coi là nghèo nếu không biết bố thí một người được coi là yếu thọ nếu không biết giữ giới một người sẽ không thể hạnh phúc nếu không biết tu thiền chỉ một người sẽ lỡ mất cơ hội giải thoát nếu không tu thiền quán người không tu tập công đức gì hết sẽ như một con chim hay một con thú vừa thiếu ăn vừa yếu mệnh vừa đau khổ vừa bị giam cầm. Nói vậy thì hành giả là người may mắn nhất trên đời này rồi vậy. Còn một điều quan trọng nữa mà ít người để ý dù ai cũng sống trong đó. Ở đây tôi muốn nói tới những thói quen tâm lý dẫn giam nhốt phàm phu từ đời này qua kiếp khác. Tôi không thể làm điều đó vì tôi ghét. Tôi không thể bỏ điều đó vì tôi thiếp dân dân. Rồi thì những tự ái, mặc cảm, danh dự đều là những rào cản không cho phép ta bỏ đi những thói quen trong cách sống và cách nghĩ. Trong trường bộ kinh có kể lại câu chuyện về ông Bà La Môn Sona Danda, vốn là sư trưởng của hàng ngàn đệ tử. Ông rất thương kính Đức Phật, Chọn tin Tam Bảo, nhưng vì không muốn đệ tử thấy mình lễ bái Đức Phật, bởi như vậy ông sẽ mất mặt nên đã thưa với Đức Phật một điều, theo ông là riêng tư rằng khi nào ông tháo khăn trên đầu thì xin Phật hãy hiểu rằng ông đang cúi đầu đảnh lễ và khi ông hạ thấp càng xe thì đó là một lời chào. Ông mong là chuyện này chỉ có ngài và ông biết mà thôi. Đức Phật dĩ nhiên chấp nhận tấm lòng của ông và câu chuyện của ông cũng là bài học cho chúng ta bây giờ có cơ hội sống thiện là một dịp may hiếm có đừng vì lý do nào đó đánh mất nó cách đây không lâu một tờ báo của phật giáo miến điện có đăng tải câu chuyện một quý bà giấu tên và không phải phật tử nhưng có lòng muốn đặt bát cúng dường chư tăng có điều là bà không muốn những đồng đạo của bà theo cơ đốc giáo dị nghị đàm tiếu nên bà xin chư tăng gửi đến cho bà những người cư sĩ nhận dùng các món thực phẩm đem về dân lại thay vì chính bà làm việc đó chúng ta thời bây giờ có lẽ không còn dịp để gặp những bậc thánh có khả năng khích lệ và nuôi lớn niềm tin kẻ khác trợ duyên cho việc từ bỏ những mặc cảm kinh nói thời phật có ông upali học trò của phái ni kiền tử tiền thân của đạo Jain bên Ấn Độ hiện nay. Sau khi xin quy y với Đức Phật đã hỏi Ngài phải làm gì với người thầy cũ. Phật dạy ông hãy tiếp tục cung dưỡng họ như ngày xưa ông đã từng là nước giếng mưa nguồn hộ trì họ. Thái độ đó của Đức Phật đã khiến Upali bội phần quan hỷ. Ông nói không một giáo chủ nào có thể hành xử như Đức Phật Tôi còn biết một vị giáo sư đại học người da trắng khi sang làm việc ở châu Á đã từ bỏ đức tin kỳ tô giáo và trở thành Phật tử chỉ vì ông bắt gặp một đoạn kinh ngắn mà tôi vừa trích dẫn ở trên. Nội dung là lời dạy của Đức Phật cho những người dân Kalama. Ông giáo sư tuyên bố rằng không một giáo chủ nào can đảm hơn Đức Phật. Ngài quan tâm đến người khác nhiều hơn bản thân mình. Thậm chí, Ngài tôn trọng chân lý hơn là những tín đồ dưới chân. Sau đó, hai vợ chồng ông giáo sư Tây Phương này phát nguyện giữ bác quan trai đến suốt cuộc đời. Một trong những tâm bệnh lớn nhất của Phàm Phu là sự tiếc nuối những kinh nghiệm, cho dù đó là những lối mòn không còn dùng được nữa. Cũng trong trường bộ kinh, Ngài Đồng Tử Ca Diếp có kể cho vua Bajashi nghe câu chuyện ngủ ngung vì hai người bạn cùng đi buôn với nhau. Trên đường, hai người nhìn thấy một đống bông sợi còn tốt, có thể đem bán được, nên chia nhau vác lên vai. Sau đó, cứ mỗi đoạn đường họ lại nhìn thấy một thứ khác quý giá hơn, và một trong hai ông cứ bỏ cái cũ và cầm cái mới. Cuối cùng thì ông ta bỏ đi bao bạc để chừa sức giác lấy bao vàng và trở về giàu có sung sướng một đời. Riêng người thứ hai, vì tiết công đã giác bao bông giải từ đầu nên trước sau tài sản của ông chỉ có chừng đó. Ông từ chối tất cả cơ hội làm giàu chỉ vì chút nặng lòng đối với công khó mà mình đã bỏ ra cho bao chỉ bông. Như trong ca dao Việt Nam cũng có nói đến chuyện này, cầm vàng mà lội qua sông vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Điểm khác biệt lớn nhất của các bậc đại hiền với kẻ phàm phu là sự can đảm bỏ cái nhỏ để được cái lớn, bỏ cái thấp để được cái cao, bỏ cái hẹp để được cái rộng. Bồ Tát Tất Đạt chỉ vì thấy người bệnh và xác chết rồi thì bỏ ngay vàng mà đi xuất gia. Sau đó đắc hết năm tầng thiền sát giới Ngài vẫn xem như không có gì mà tiếp tục tìm thầy học đạo và đắc được thêm bốn tầng thiền vô sắc, rồi ngài cũng bỏ. Con đường giải thoát thật ra là một hành trình buông bỏ. Nhiều người học đạo cứ mong mình sẽ được cái này, đắc cái nọ, trong khi ý nghĩa thật sự của việc tu hành là để buông bỏ được bao nhiêu thứ. Ngay đến việc bố thí trì giới cũng phải được xem là cơ hội để bỏ đi những ác pháp, nhiều hơn là sự tích tập cái gì đó. Bởi lẽ, trong vô số kiếp sanh tử, ta từng vũ thí trì giới, nhưng đã có bao giờ ta nghĩ đến việc buông bỏ phiền não hay chưa? Đó là lý do vì sao mãi đến tận giờ ta vẫn còn ở đây. Các pháp ở đời bao giờ cũng vậy, vẫn là chừng đó tính chất, bản thể, nhưng tùy cá nhân và tùy thời điểm mà các pháp được nhận biết ra sao. Ở đây gọi là biết có ba trường hợp. Thứ nhất, biết bằng tưởng. Thứ hai, biết bằng thức. Thứ ba, biết bằng trí. Biết bằng tưởng là cái biết quần lý thuyết. Như các một đứa trẻ biết vàng là gì qua màu sắc, qua hình dáng hay sự lấp lánh, nhưng không biết gì về giá trị của thỏi vàng trên tay cái biết bằng thức là cái biết xuyên qua thực tế như cái biết của một người nhà quê trưởng thành khi nhìn thấy thỏi vàng anh ta biết nó là của quý có thể đổi lấy nhiều gạo và áo quần tất cả những thông tin ngoài ra về vàng theo kiến thức khoa học thì hoàn toàn xa lạ với anh ta còn cái biết bằng trí có thể hiểu là cái bí của một nhà khoa học trước thoải vàng về mọi khía cạnh xuất xứ, hóa trị, hóa chất, giá cả thị trường, công dụng trong công nghệ. Đối với danh sách, cái bí của hành giả cũng có lúc bằng thức như giai đoạn trước khi đắc đạo và biết bằng trí là tính từ giai đoạn sư đạo trở đi. Nói theo cách minh quả thì trí tuệ thiền quán giống như cơn bão lớn thổi tăng đám mây mờ vô minh. Ở đây năm uẩn được ví như những cội cây, các nghiệp thiện ác như những hạt giống và tham ái, tà kiến giống như những trận mưa. Khi những hạt giống ác nghiệp được mưa tà kiến tưới ướt, thì cội cây năm uẩn sẽ mọc lên các cảnh giới xa đọa. Khi các hạt giống thiện nghiệp dục giới được cơn mưa dục ái tưới ướt thì cội cây năm uẩn sẽ mọc lên ở các quải lành dục giới. Khi hạt giống sắc và vô sắc giới được tưới ướt bởi cơn mưa sắc ái và vô sắc ái, thì cội cây năm uẩn sẽ mọc lên ở các quải phạm thiên. Theo luật tự nhiên, cây cối mọc lên từ hạt giống và được mưa nuôi lớn, mưa lại từ mây mà có. Cũng vậy tà kiến và tha mái là nhân sanh của các hạt giống thiện nghiệp, ác nghiệp để từ đó tạo ra các uẩn. Nếu trong lòng chúng sanh có những đám mây vô minh thì những cơn mưa phiền não như ái và kiến sẽ đổ xuống. Chỉ khi nào có ánh sáng tuệ quán chiếu rọi thì bóng tối của vô minh mới biến mất. Như vậy muốn trừ vô minh phải tu tuệ quán. Một nhà khoa học muốn thực hiện một thí nghiệm thì phải nhờ đến nhiều phương tiện máy móc chứ không thể đơn giản chỉ dùng đôi tay hay cặp mắt thường muốn đoạn trừ phiền não cũng vậy hành giả không thể chỉ quan sát danh sắc theo cách đã học trong sách vở mà phải bằng thư trí tuệ thân chứng thể nghiệm thiền chỉ có thể cho ta những cách nhìn đặc biệt về các pháp nhưng cái nhìn đó không đủ để đoạn trừ hoàn toàn phiền não chỉ có thiền quán mới cho ta một cách nhìn thấu suốt. Đó là chưa kể thiền chỉ vẫn là một cách đầu tư sanh tử, trong khi thiền quán luôn nhắm đến sự chấm dứt sanh tử. Ở đời có ba thứ sự thật, tục đế, chân đế và thánh đế. Tục đế là những sự thật giả lập do chúng sanh phàm phu quy định, như nói con trâu, cái nhà, vân dân Đó là những sự thật nhưng chỉ trong cách nghĩ hời hợt của chúng sanh. Chân đế là những sự thật rốt ráo hay bản chất tận cùng của các pháp gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và niếp bàn. Còn thánh đế cũng là những sự thật ở đời nhưng được nhìn ngắm từ một góc độ khác mang ý nghĩa là lối ra khỏi cuộc đời trầm luân. Thánh đế có bốn là khía cạnh đau khổ của thế gian khía cạnh nguồn khổ của tha mái khía cạnh dứt khổ của nếp bàn và khía cạnh đạo lộ của bác thánh đạo